xin chào các bạn à, ngày hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với các bạn một cuốn sách mà tôi rất là thích ngay từ khi nhìn thấy cái tiêu đề đó chính là sức mạnh của khoảnh khắc à, và thực ra thì lúc đấy tôi rất là vội đang chuẩn bị lên máy bay và máy bay chỉ còn vài phút nữa là đóng cửa à, tuy nhiên cũng đúng như tinh thần của cuốn sách này à, tôi đã quyết định là dừng lại mua cuốn sách này rất là vội vàng tại quầy sách ở gần sân bay Tân sân Nhất và khi mà ngồi trên máy bay đọc cuốn sách này thì thấy là nó đề cập rất nhiều vấn đề mà tôi trước đây đã rất là tâm đắc À, thế thì à, chắc hẳn chúng ta đã biết rất nhiều các cái chủ đề ví dụ như làm thế nào để một người có thể trở nên thành công làm thế nào để một vận động viên có thể trở nên vĩ đại và thường là à, sẽ có những cái bài giảng những cái bài chia sẻ về việc là rèn luyện những thói quen này à, tôi sẽ có một cái clip chuyên về cái chủ đề là sức mạnh của thói quen à, rồi là liên tục là rèn luyện liên tục là phấn đấu này. thế nhưng mà ít người đề cập một vấn đề đó là tại sao hai vận động viên cùng rèn luyện trong một môi trường khắc nghiệt giống nhau hai vận động viên là cùng có một cái sự cầu thị vươn tới giống nhau rồi là cũng có rất nhiều các cái hoàn cảnh tương tự nhưng mà một người thì liên tục là có thể đạt được những tấm huy chương mà một người thì vẫn chưa đạt được vinh quang hay là hai người cùng xuất thân trong một gia đình thế nhưng mà một người thì lại thành công rất là nhanh và ghi dấu trong cuộc đời còn có người thì cứ mãi chầy chật thế vì vậy là cái cuốn sách này nó sẽ góp phần để giải quyết một trong số những vấn đề còn lại mà người ta không muốn đề cập đó chính là người nào biết tận dụng những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời của mình Bởi vì là cơ hội thì nó đều đi qua trước mặt chúng ta giống nhau Nhưng ai là người có đủ cái sự can đảm và ai là người có thể mà là có một cái hành động nhanh chóng để nắm bắt cái cơ hội đó và vượt lên thì đấy chính là sự khác biệt Mà thường thì người ta ít khi đề cập những vấn đề này Trong những cái tác phẩm về thói quen và cũng như là về cái sự rèn luyện bền bỉ trước đây Mà chỉ có tác giả à, cái cuốn sách này mới đề cập đến nó Vì vậy hôm nay tôi xin phép được chia sẻ như sau có một cái chuyện không biết có phải là giai thoại không nói thế này ờ, một cô phóng viên của cái tòa báo của Mỹ là mời Bill Gates đến để nói chuyện và chủ đề hôm đó là bí quyết thành công của Bill Gates thì trong khi mà cô đặt một câu hỏi là thế thưa ông đâu là bí quyết để biến ông từ một cái chàng trai học máy tính lại bỏ dở trường đại học lại trở thành người giàu nhất thế giới như vậy ông có thể là chia sẻ bí quyết cho tôi có được không thế Bill Gates bị mỉm cười và nói hôm nay tôi rất là bận là tôi đến đây tôi tưởng cô hỏi cái gì nếu cô hỏi câu đấy thì tôi không có thời gian để trả lời đâu mà thôi mất công, cô đến đây rồi thì tôi xin phép được thế này thật là ông ấy rút được cái cuốn xét ra sau đó là cô ông ấy mới đưa cho cô và nói là gì đây thì tóm lại là cô muốn bao nhiêu tiền để cô ghi vào đấy à, tôi sẽ cho cô cô phóng viên rất là ngạc nhiên và nói luôn là ồ ý tôi không phải là như vậy không phải mời đến đây là để ông cho chúng tôi tiền à, tôi chỉ muốn hỏi là là bí quyết nào giúp ông trở nên giàu có như vậy điều có nói lại lần nữa tôi nói rồi cô muốn lấy bao nhiêu cô ghi đi tôi sẽ ký phát tấm xét này ngay cho cô Cô phóng viên một lần nữa nói là gì? Dạ tôi xin lỗi ạ, ý tôi hoàn toàn không phải là như vậy Xin lỗi, mời ông có thể cất tấm xét đi được không ạ? Bill Gates mỉm cười cầm lại cuốn xét và nói Đấy chính là bí quyết làm giàu của tôi Bởi vì là khi có một cơ hội tuyệt vời đến Thì mặc dù là anh chưa có đủ tâm lý để chuẩn bị đón nhận nó Nhưng tại sao anh lại không đón nhận nó? Và anh thật sự hãy làm với tất cả cái gọi như là Uh, tin tưởng rằng cái cơ hội đó đã đem lại cho mình một cái sự khác biệt. Vừa rồi đáng ra cô đã trở thành người uh, ký giả nữ ký giả giàu nhất thế giới khi cô ghi vào đó là chẳng hạn vài trăm triệu đô la chẳng hạn và cô sẽ có số tiền như vậy nhưng cô đã không làm và cô đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Thì còn bây giờ tôi sẽ bắt đầu sẽ trả lời những bí quyết của tôi còn cô thì mãi mãi cô đã mất một cơ hội tuyệt vời để trở thành một trong những nữ ký giả giàu nhất thế gian này. Tôi có lẽ là tôi nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là một giai thoại. Hoặc có thể nó là một câu chuyện là cũng cũng có, có thật nhưng mà người ta cũng thêm mắm thêm muối và để nó thú vị hơn Thế như vậy có nghĩa rằng là trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng là kẻ bất hạnh Chúng ta luôn luôn được đón nhận những cơ hội rất tuyệt vời được đi ngang qua Thế nhưng mà vấn đề là chúng ta không hành động và chúng ta hay lý luận theo kiểu là ôi làm gì có cái gì mà ngon ăn đến thế Làm gì có gì mà lại dễ dàng đến như vậy Làm gì có cái chuyện người ta lại cho không mình cơ hội tốt đẹp như thế Làm gì có đối tác nào lại mời mình một cơ hội làm ăn tuyệt vời như thế làm gì có cái chuyện mà mình lại ký được hợp đồng lớn một cái dễ dàng như vậy tất cả những suy nghĩ đó của chúng ta là đã kéo tụt hành động của chúng ta lại và chúng ta trở về cái gọi như là một cái bối cảnh phải cạnh tranh với rất nhiều người khác đều có những suy nghĩ giống như chúng ta thế cho nên vì vậy có một cuốn sách khác mà tôi nghĩ là hôm nào tôi cũng sẽ dành thời gian để chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đó là các cái hành động của những người nổi tiếng tưởng rằng người ta suy nghĩ rất lâu để đưa ra hành động nhưng không phải người ta hành động rất nhanh nếu không muốn nói là một số hành động là bột phát và thậm chí bị coi là điên rồ và điên cuồng và trong khi tất cả mọi người đều có cùng một cái tâm lý và cùng một suy nghĩ thì người ta đã hành động ngược lại cho nên vì vậy tác giả rất là nổi tiếng là Warren Buffett đúng không ạ có nói một câu mà chúng ta nhiều khi không hiểu hết đó là trong khi lúc mọi người mà sợ hãi thì chúng ta cần phải tham lam và trong khi mọi người phải tham lam thì chúng ta lại phải trở nên sợ hãi và có thể đấy gọi là trực giác đó thể coi là gọi là cái, cái giác quan thứ sáu nhưng bản chất là người ta đã biết tận dụng cái gọi là khoảnh khắc của cuộc sống sức mạnh khoảnh khắc là vô cùng à, gọi như là đáng sợ và nó làm cho một số người trở nên vĩ đại một số khoảnh khắc và làm cho một số người trở nên rất là bình thường mặc dù cái quá trình phấn đấu nó rất là lâu thế vì vậy là ở đây tiếng anh nó có một từ nó gọi là moment of trust hay là moment of life tức là trong đúng cái khoảng khắc đấy cái, cái khoảnh khắc đấy anh có nghĩ rằng đấy là khoảnh khắc sẽ lóe sáng cuộc đời anh không và anh có đủ niềm tin vào anh tức là anh có tin vào anh không để anh hành động điều đó không và nếu anh thật sự anh tin vào cá nhân anh anh chỉ cần tin vào cá nhân anh thôi còn tất cả mọi điều kiện xung quanh đều chống lại anh thì nếu anh dám vượt qua khoảnh khắc đấy thì anh có thể sẽ thành công và thành công mỹ mãn luôn đấy thế còn tất nhiên đương nhiên nếu như cảm giác của anh sai thì có thể anh cũng sẽ gặt hái một cái hậu quả rất là nghiêm trọng thế nhưng vấn đề là tôi nhắc lại là vì vậy là anh có cảm thấy anh tin vào bản thân anh không cho vì vậy tôi nghĩ là này tôi nói hoàn toàn điều này là tôi không chủ quan tôi nghĩ tôi gọi là một trong rất hiếm hoi những cái người nghiên cứu của Việt Nam nghiên cứu vấn đề này tức là hai khái niệm mà chúng ta phải ghép lại với nhau nếu anh có một cái moment of truth, tức là anh tin vào cá nhân anh thì anh hành động thì rất dễ anh sẽ có một cái gọi là moment of life anh có một khoảnh khắc của cuộc đời cho vì vậy là trong một cuộc đời mà anh có nhiều cái moment of life như vậy thì tức là anh có một cuộc đời vô cùng là đáng sống và đã có rất nhiều ý nghĩa và rất nhiều thành công rồi thế thì vì vậy tôi anh chị thấy không ạ khi mà chúng ta xem phim hành động nhé anh chị thấy là gì có những cái mà chúng ta không thể suy nghĩ được Ví dụ tôi vừa xem phim hành động gần nhất đây chẳng hạn một anh cảnh sát anh truy bắt tội phạm và cái kẻ tội phạm đó nó cầm một đứa trẻ con nó quăng ra ngoài hành lang như thế này Vậy hỏi thật anh chị em là lúc đấy liệu não của chúng ta có suy nghĩ rằng là chúng ta nên cứu đứa trẻ con đó hay chúng ta bảo vệ mạng sống của mình không Thế nhưng anh cảnh sát đó là hoàn toàn đã bay ra khỏi hành lang đó và Tất nhiên là phim hành động làm hơi quá lên Bay ra khỏi hành lang đó lấy tay với đứa bé và sau đó thì chỉ còn mắc được kịp một cái tay khác để giữ được cái hành lang và cứu sống mạng của đứa bé này. Vì vậy những khoảnh khắc như vậy nó sẽ làm anh ta trở nên một cái gọi là anh hùng của thời đại đúng không? Anh hùng gọi như là giải cứu thế giới. Thế còn nếu mà gọi là ngồi suy nghĩ thôi là liệu mình có đủ mà bay được ra kịp không và hai nữa là bay ra kia liệu mình có giữ nổi mình không hay là mình sẽ xuống dưới kia cùng với nó thì chắc chắn rằng sẽ trở nên giống như bao nhiêu người khác và sẽ không có được cái đỉnh vinh quang đó. Thế hay là ví dụ như là ngày xưa tôi xem một số bộ phim tài liệu nói về những cái nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật đấy chẳng hạn. Thì cái sự đào tạo của các cái nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật là vô cùng là hà khắc, khốc liệt và cùng với một người thầy giống giống nhau. Các cái bài vở luyện tập là giống y hệt nhau. Thế nhưng mà khi mà các cái đối thủ nó đều ngang tầm như vậy rồi thì để anh có được một khoảnh khắc lóe sáng trên sân băng thì nó đều phải những cái quyết định nó cực kỳ là táo bạn. Ví dụ như anh học là anh xoay ba vòng ở trên không chẳng hạn, sau đó anh nhẹ nhàng anh trở xuống đất chẳng hạn. nhưng mà sau đó thì có khi đến đúng cái lúc đấy là tự anh có một cái quyết định là anh quay ba vòng trên trên sân không đúng không? Xong rồi anh chạm với chân xuống đất nhưng lập tức lại nhún lên trên anh quay thêm một vòng nữa chẳng hạn cho anh mới xuống hoàn toàn chẳng hạn thì những khoảnh khắc như vậy nó không hề trong bài tập nào nó cũng không nằm trong dự tính ban đầu của anh trước khi ra sân tập nó chỉ là một cái khoảnh khắc bất thường và tôi nhắc lại lần nữa là ở một cái con người là thiên tài nhưng cái thiên tài này cũng không phải là bột phát đâu ạ Nó phải đến từ một quá trình rèn luyện cực kỳ là hà khắc Nhưng đến một điểm nào đó nó gọi là giống như kiểu điểm bùng phát vậy Thì anh bắt đầu anh sẽ gọi như là tiết xuất tinh hoa ra Và lúc đấy anh có thể trở nên một cái con người cực kỳ là khác biệt Và giám khảo có thể làm phải ngỡ ngàng cho anh một số điểm Mà gọi là trước đây trong tiền lệ chưa bao giờ có Thì anh mới có thể chiến thắng đối thủ được Chứ còn nếu anh mang sức và cái sự bền bỉ của anh ra anh mà so kè với nhau từ 0,1 đến 0,2 điểm 1 Thì anh khó lòng vượt qua các đối thủ khác ở Trong cái cuộc gọi như cạnh tranh rất là khốc liệt này thế vậy vì ở đây cho nên là tôi nói thêm với chị một lần nữa là có một cái điều nó rất là đặc biệt đó là cái câu chuyện là nếu như chúng ta luôn luôn có một sự tự ti chúng ta không tin vào bản thân mình thì chúng ta sẽ không bao giờ có khoảnh khắc như vậy bây giờ có rất nhiều câu chuyện nha ví dụ như anh đang làm công chức nhà nước anh đang ở một vị trí rất cao gọi như là về mặt chức vụ cũng như là tiền bạc danh tiếng thì rất tốt Thế nhưng anh vẫn có cảm thấy là anh không có một cuộc sống như anh mong đợi vậy anh có dám có một khoảnh khắc là anh viết một cái gọi là đơn xin nghỉ việc để rồi anh ra ngoài kia anh bắt đầu một cái sự nghiệp mới hay không tôi nghĩ rằng đại đa số không dám làm điều đó bởi vì trí não của chúng ta sẽ hành xử theo kiểu là thói quen có điều kiện bắt đầu sẽ ngồi phân tích đúng không ạ điểm yếu là gì điểm mạnh là gì cơ hội là gì thách thức là gì mà nếu phân tích xong như vậy thấy mình chẳng có điểm mạnh gì cả mình cũng chẳng có thách thức gì cả khi ở vị trí hiện tại và mình cũng chẳng có cơ hội gì cả tại sao mình lại nghỉ việc ở đây để mà mình đi làm một cơ hội khác Thế cho nên chúng ta là không đủ tự tin một cái một cái gọi là một cái sự tự tin tiềm tàng và nó gọi là nằm trong trực giác của chúng ta chứ còn nếu về mặt lý thuyết nhé chúng ta chẳng có cậu gì để chúng ta thành công khi chúng ta bỏ cái vị trí đó cả. Thế hay là một người đang kinh doanh trong một lĩnh vực nó rất là thành công chẳng hạn. Thế liệu bây giờ anh có dám là anh bỏ cái lĩnh vực đó để anh tập trung trong một lĩnh vực khác nó khó khăn và thách thức hơn hay không? Tôi nghĩ rằng đại đa số chúng ta không làm điều đó vì chúng ta không tự tin vào bản thân mình. Vậy thì để có được cái sự tự tin vào bản thân mình như vậy thì xin thưa các chị chúng ta phải nghiên cứu lại một cái bộ tác phẩm rất nổi tiếng của Malcolm Gladwell đúng không ạ? Đó là cái tác phẩm rất thích đọc đó là Những kẻ xuất chúng. Trong tác phẩm Những kẻ xuất chúng này thì ông ta đưa ra một nhận định phải nói là rất tuyệt vời và tôi nghĩ rằng là chỉ có Malcolm Mancom Gladwell mới đưa được ra đó là gì ạ? Ông nói, nếu giả sử có hai sự lựa chọn này, bạn đỗ vào trường đại học Harvard và bạn được một trường đại học không có danh tiếng ở Mỹ gọi đi học thì bạn nên chọn trường nào để học thì đa, đa số theo phân tích của chúng ta là chúng ta sẽ vào đại học Harvard bởi vì trường là trường tốt nhất thế giới đúng không ạ bình chọn rất nhiều năm và chúng ta đã có rất nhiều cái tấm gương là thành đạt ở cái đại học Harvard đó thế còn cái trường kia nó cũng là ở Mỹ nhưng mà đại học nó hoàn toàn không có tên tuổi và thậm chí nó còn chưa tuyển đủ sinh viên đấy thì bạn có vào đại học không thế nhưng mà ở đây thì cái câu chuyện đó là người ta nói là có những con người có khoảnh khắc rất đặc biệt à, vẫn nghe lời bố mẹ khuyên bạn bè đến chúc mừng ơi chúc mừng cậu được vào Harvard thật là tuyệt vời vân 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 thế nhưng mà khi gửi cái phong bì đi chẳng hạn thì cậu này cậu chỉ có một hành động rất bất thường đó là lại không gửi cái xin học vào Harvard mà lại gửi vào học ở trường đại học không có tên tuổi kia thế thì rõ ràng đây nó chỉ là một khoảnh khắc mà thậm chí bản thân cậu ta cũng thấy là có thể lúc nào đó tỉnh lại để bảo Ôi, tại sao mình điên như vậy nhỉ mình đã bỏ qua cơ hội vào Harvard và vào một cái trường đó thế nhưng mà những cậu đó là cậu tao có phải rất tin vào bản thân cậu ta là cậu ta sẽ làm nên cơm cháo gì ở cái đại học kia và thậm chí cậu còn có một cái suy nghĩ là gì mình sẽ làm cho cái đại học không tên tuổi kia trở nên nổi tiếng như Harvard chứ mình không chấp nhận vào Harvard để rồi ăn bám cái nổi tiếng của Harvard và mình chỉ là một cái con cá bơi trong một cái bể chật trội với những con cá khỏe hơn và mạnh hơn ở Harvard còn mình sẽ trở thành con cá lớn nhất và con cá có thể dẫn dắt cả cái đám đông ở trường đại học không danh tiếng kia Thế vậy thì cái khoảnh khắc này tôi nhắc lại lần nữa là có những gọi là những kẻ điên cuồng hoặc là đi ngược lại so với suy nghĩ của đám đông hoặc là nó phải có những khoảnh khắc nào đó người ta gọi là ma xui quỷ khiến làm sao đó thì người ta mới làm cái chuyện đó và thường là sẽ không nhận được bất kỳ một cái sự gọi như đồng cảm nào của cộng đồng xung quanh cả bởi vì đám đông thì thường người ta suy nghĩ theo cách rất là bình thường thế thì vậy thì mai sau người ta mới thống kê lại thế này này đến 70% những người mà tốt nghiệp ở Harvard ra là cảm thấy là người ta không hạnh phúc bởi vì bị đuối anh chị em ạ ví dụ như mình cũng vào Harvard học được nhưng vấn đề là mình chưa bao giờ là học sinh giỏi nhất trường mình chưa bao giờ là học viên giỏi nhất lớp mình cũng chưa bao giờ được coi là các giáo sư yêu quý để mà giới thiệu mình với những cơ hội việc làm tốt nhất tại Mỹ chẳng hạn thế sau đó là bắt đầu mình lại nghĩ rằng là mình học Harvard ra chẳng lẽ mình lại làm những việc tầm thường này mình lại chẳng lẽ làm một công ty bé này thế là liên tục trong cái quá trình mà mình cảm thấy loay hoay trong cái bể cá chật trội đó và mình chưa bao giờ khẳng định được mình và mình cũng chẳng bao giờ có cơ hội nào để lóe sáng cả Thế còn cái cậu kia, cậu vào cái trường bình thường kia Thì thứ nhất là cậu ta có một niềm tin vào bản thân cậu đấy Và bản thân là cái cậu chọn cái trường đấy thì Cậu cũng có niềm tin là cái trường đó nó chỉ là chưa trở thành Harvard thôi Nhưng nó có thể khả năng trở thành Harvard Cho nên vì vậy là cậu vào đó và cậu làm dạng danh cái trường đó thật Và có thể là một cái giải Nobel hoặc là một cái giải nào đó uy tín được hạn đến với cậu ta vì, vì nó có nhiều cơ hội hơn bởi vì cậu là một con cá lớn bơi ở trong một cái chậu mà nó tương đối là chật hẹp sự cạnh tranh và những kẻ xuất chúng ấy là đôi khi xuất thân trong những hoàn cảnh như vậy Thế cho nên bây giờ mới nếu mà tính ở bình diện xã hội học rộng hơn ấy, thì người ta mới thấy rằng là gì ạ? Anh chị em thấy không ạ? Cho những vùng quê nghèo khó hay là những cái gia đình cực kỳ là tầm thường, bình thường hay là trong một số cái điều kiện về học tập nó cực kỳ là khó khăn hoặc là thậm chí là nó bất thường thì lại làm xuất chúng những cái nhân vật kiệt xuất. Thế còn trong cái điều kiện được nuôi dưỡng bình thường với suy nghĩ và giáo dục bình thường thì lại không xuất chúng được những người mà gọi là kiệt xuất như vậy. Cho thưa anh các chị đây là một cái nghề lý thuyết hoặc là một cái góc nhìn khác mà chúng ta cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Thế cho nên vì vậy ở đây ấy, ở đây tôi không muốn nói là chúng ta làm ngược lại tất cả các nguyên lý bởi vì nó cũng có những cái gọi là nguyên lý bất di bất dịch đúng không ạ chẳng hạn như thấy nồi nước sôi chẳng hạn là nhúng tay vào thử xem mà có xuất chúng hay không thì nó không đúng bởi vì nước sôi yên tâm nó là 100 độ mình không thể nhúng tay vào được rồi chắc chắn là sẽ bỏng không cách nào khác cả thế nhưng mà có rất nhiều cái suy nghĩ của đám đông và rất nhiều cách hành xử của xã hội là chúng ta phải làm khác đi ví dụ như thế này nhé bây giờ chẳng hạn tôi nói một cái câu chuyện là tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều sự tranh luận này hàng ngày chúng ta đều nghe một câu là chúng ta phải ứng dụng khoa học công nghệ và bán hàng à đây là một cái ví dụ nha nào là chúng ta không chuyển đổi số và chúng ta không có như kỹ thuật hóa được chúng ta không có công nghệ hỗ trợ chúng ta sẽ không bán được hàng và mọi người và mọi nhà đều đổ xô vào việc làm như vậy vậy có lúc nào đó chúng ta có một cái khoảnh khắc chúng ta nghĩ rằng vậy bây giờ thế này tất cả mọi người đều áp dụng khoa học công nghệ tất cả mọi người đều dùng những cái công cụ hỗ trợ để thay cho con người bán hàng và chăm sóc khách hàng. Vậy nếu công ty của mình mình lại đi hoàn toàn ngược lại, lại đi về những cái gì cổ điển nhất, lại đi vào những cái gì nó mang tính là truyền thống nhất, lại dùng đúng là con người thôi, không có cái gì được gọi là máy móc cả, không dùng chatbot, không dùng cái coi như là automatic message không dùng cái gọi là hệ thống CRM chăm sóc khách hàng tự động mà tất cả đều được dùng con người đến để chăm sóc khách hàng với tất cả những gì chân thành nhất, gần gũi nhất, thủ công nhất, thậm chí là tao dùng từ là gầy trô tức là gầy trô tức là gọi như quay trở về cái thời cổ điển xa xưa đấy thì liệu chúng ta có thành công được hay không? Cho nên ở đây ấy, cái mà tôi nghĩ là cái slogan của Steve Jobs không phải Steve Jobs mà là của Apple đó là Think Different Tức là nghĩ khác ấy, Nó chính là cái câu chuyện là người ta luôn luôn nghĩ khác đi Và chỉ cần có một khoảnh khắc nào đó đi qua cuộc sống của người ta Người ta bắt được cái khoảnh khắc đó Cộng với cả cái đam mê, cái say xưa của người ta Và cách nghĩ khác biệt người ta thì người ta vẫn cứ thành công Thay việc là chúng ta làm theo đám đông Thế còn nếu mà chúng ta đi tranh luận và chúng ta đi nghiên cứu những cái bài học làm giàu của người khác ấy, thì nó vẫn không phải, một khi tôi nhắc lại nhé, đã là bí mật được bật mí ra cho mọi người thì nó không còn là bí mật nữa. Và tất nó chỉ là gọi như là nó nó là câu view câu like hút like nó làm cho một loạt người đi theo con đường đó và nghĩ rằng đấy là bài học và chìa khóa thành công nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái mật mã thành công và chìa khóa thành công thì nó không thể đơn giản nằm ở một chỗ và đặc biệt chỉ nằm trong một cái cuốn sách mà chúng ta dễ dàng đọc qua để chúng ta có thể làm giàu ngay được mà nó còn nằm ở cái góc độ đó là anh có thật sự tin tưởng ở bản thân anh làm theo cách của riêng anh với một niềm tin bất diệt và đón bắt mọi cái cơ hội nhỏ nhất đi qua tại những cái thời điểm mà anh tự tin ở bản thân anh nhất và anh có thể là quật lại hẳn một cái gọi như là cách làm của những người khác thì may ra anh mới có thể thành công được cho nên vì vậy hiện nay ấy, ở trong các cái trường đại học của Việt Nam tôi vẫn nghĩ rằng là có một cái môn học mà đáng ra rất cần phải dạy đó là cái môn tiếng Anh nó gọi là critical thinking dịch tiếng Việt nó gọi là cái cái tư duy phản biện ấy cái tư duy về việc là phải nghĩ khác đi ấy thế nói về cái góc độ nghĩ khác đi này thì tôi có một cái chủ đề khác tôi muốn chia sẻ anh chị tiện ở đây tôi nói thế này này. Có những cái tưởng là hiển nhiên nhưng nó không đúng. Tôi nói ví dụ như là hôm qua thì tôi có một cô nhân viên cô viết trên Facebook là đến giờ em mới ngỡ ngàng nhận ra đó là gì? Đó là là thủ đô của Canada thì không phải là Toronto đúng không ạ? Và thủ đô của Nhật Bản thì không phải là Tokyo. Nếu nói là thủ đô của Canada không phải là Toronto ấy thì tôi nghĩ là nhiều người cũng biết là bởi vì biết là là À, thủ đô của Canada là, là là Ottawa chứ không phải là Toronto Thế nhưng mà riêng việc nói rằng là Tokyo không phải là thủ đô của Nhật Bản ấy, Thì tôi dám cá với chị em luôn là kể cả người dân Nhật Bản ấy, chẳng phải người dân Việt Nam ạ à. Người ta còn thống kê ta thấy là gì ạ à? Có khi đến 8-90% người dân Nhật Bản còn bị nhầm thủ đô của mình là Tokyo cơ mà Thế nói gì đến người Việt Nam Mình luôn luôn nghĩ rằng là Tokyo Mà đấy là điều đương nhiên giống như là Hà Nội là thủ đô của Việt Nam Moscow là thủ đô của Nga Làm sao mà phải tranh cãi Tranh luận đó là ngớ ngẩn thì nhưng rõ ràng rằng là nếu mà xem lại thì mới thấy rằng à thì ra Tokyo hoàn toàn không phải là thủ đô không hoàn toàn không phải là thủ đô của 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 Nhật anh chị em ạ bởi vì trong hiến pháp người ta mới quy định thủ đô là nơi ở của thiên hoàng đúng không ạ vậy thì hiện nay thiên hoàng Nhật ở đâu ạ nếu mà tôi không nhầm thì hiện nay thiên hoàng Nhật vẫn ở, ở Kyoto vì vậy là chúng ta sang chúng ta cứ gọi đây là cố đô của Nhật chứ thực ra đấy mới là thủ đô của Nhật là Kyoto còn nếu như ngày mai chẳng hạn như là thiên hoàng của Nhật mà di chuyển đến một nơi nào khác chẳng hạn ờ uh, thì ví dụ Hokkaido chẳng hạn thì có khi khả năng là Hokkaido đô thì mới là thủ đô thế vì vậy là chúng ta cứ mặc định rằng mọi cái nó là chân lý chứ thực ra nó không phải là như vậy mà đám đông thì cãi với họ thì chắc chắn sẽ rất mệt hay là tôi nhớ một cái chương trình truyền hình này, lại văn sâm hỏi một câu là uh, ví dụ như là canh cua thì thường nấu với rau gì chẳng hạn thì theo cái suy nghĩ bình thường thì chắc chắn là canh cua là nấu với rau muống rồi hay là rau đay rồi không có gì mà phải tranh cãi cả thế nhưng mà vấn đề là một cái cô người chơi cô đưa ra một loại rau hoàn toàn khác và chúng ta đều cười nhạo và nói rằng cô bị thần kinh rồi cô bị điên hoặc thiếu hiểu biết là thế mà cũng đòi đi thi chẳng hạn thế nhưng mà cô ta chứng minh rõ ràng thằng nhà cô thường xuyên nấu canh cua với cái rau đó và cái xã nhà cô ở là thường xuyên nấu canh cua bằng cái rau đó và bằng chứng nữa là khi mà anh chị đi vào khu vực miền tây hoặc là phía nam chẳng hạn anh chị hỏi là canh cua nấu bằng rau gì chẳng hạn thì người dân miền tây ở việt nam người ta chắc chắn sẽ trả lời rau khác ví dụ người ta nấu canh cua với rau điên điển chẳng hạn với bông súng chẳng hạn thì người ta không nấu với cả canh rau đay mùng tơi thế làm gì chúng ta dám khẳng định đây là chân lý thế cho nên vì vậy xin thưa các chị rằng từ câu chuyện này nó mới dẫn đến cái việc khác đó là cái tư duy về phản biện cái gọi là critical thinking của chúng ta hiện nay đang rất có vấn đề vì vậy là người ta cứ bảo là think out of box tức là nghĩ bên ngoài cái hộp ra. Thế nhưng vấn đề là cái điều kiện ở xã hội chúng ta hiện nay cũng như là cái giáo dục của chúng ta hiện nay có cho các bé được suy nghĩ cái cách là gọi như là nghĩ ngoài hộp hay không thì tôi có một cái câu chuyện khác là thế này. Hiện nay tôi là người không biết vẽ và đây là một cái thiệt thòi và cũng như là một cái nỗi đau của tôi là tôi không biết vẽ. Mặc dù tôi thích rất thích tranh và rất thích nhìn ảnh nghệ thuật nhưng mà tôi không biết vẽ. Tại sao tôi không biết vẽ? Thứ nhất là do tôi không được học và không được rèn luyện nhưng mà tôi cũng bị triệt tiêu khả năng vẽ ngay từ lớp 1 lớp 2. Tôi nhớ là cô giáo ra tôi một cái đề là gì Em hãy vẽ lại cái nón Để cho cô cho điểm cho cả lớp Thế là cô giáo mới để cái nón ấy ở trên bàn Và bắt đầu chúng tôi ngồi vẽ Thế cô hướng dẫn thế này Đầu tiên ấy là các em mà vẽ cho cô một hình tam giác à, Một hình tam giác cân đúng không ạ Hai bên như này Sau đó là ở dưới cạnh đáy này các em vẽ cho cô một hình elip À, hình elip và bám theo cái cạnh đáy của cái cái hình tam giác đó sau đó các em xóa cái gọi như là cạnh đáy đó đi sau bắt đầu các em bắt đầu vẽ các cái đường sọc sọc như thế này và tóm lại đấy là cái nón và ai mà vẽ giống như vậy cô sẽ cho 10 điểm thế nhưng bản thân cá nhân tôi tôi không nghĩ thế bởi vì tôi là người có khả năng siêu hình hơi kém tôi không thể tưởng tượng được tại sao là lại là cái hình elip đấy nó lại là cái vành nón mà tôi không tưởng tượng được tại sao cái vành nón nó lại như vậy tôi không hình dung được ra điều đấy và cái góc nhìn của tôi ấy, tôi chỉ nhìn thấy là cái nón là hình tam giác thôi và tôi chỉ vẽ đúng hình tam giác như vậy và tôi vẽ những cái sọc sọc thế này thôi và tôi không có hình elip đó và khi chấm điểm là cô giáo cho tôi được có 3 điểm thôi và đặc biệt cô bảo là tôi không có trí tưởng tượng thế tôi mới nói một câu thế về giả sử tôi mang về tôi hỏi gọi như là một số người khác ấy. thì một số người khác mà cô giáo mày lắm chuyện lắm nên tao mà vẽ cái nón này tao vẽ nhiều vòng tròn đường tâm như thế đồng tâm như thế này và có một cái chấm ở giữa thôi và sau đó là các cái gạch chéo nó sẽ lan tỏa ra như thế này Thế mang đến cho cô giáo xem cô giáo bảo đấy cái này nó là cái, cái 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 bảng phi tiêu không phải là cái nón vì vậy là tất cả học sinh chúng tôi là đều bị quy lại phải vẽ cái nón đúng theo ý cô giáo và đúng theo lời giải trong sách giáo khoa cho nên vì vậy là nó triệt tiêu khả năng sáng tạo vậy vậy nói gì những bài thơ của trần Đăng khoa như là ví dụ như là tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng chẳng hạn làm sao lá mà lại rơi mà lại có tiếng mà lại có cả hình được vớ vẩn rơi làm sao lại mà rơi nghiêng lại lại cái kết hợp và rơi thẳng là thế nào tất cả những câu chuyện như vậy nó làm cho cái suy nghĩ của chúng ta nó bị một chiều nó bị luôn luôn bị rơi vào cái tình trạng là tranh luận là đúng hay là sai mà nếu như lúc nào cái đầu của chúng ta cũng suy nghĩ về việc là đúng hay là sai có tội hay không có tội được hay là không được thì chúng ta sẽ không bao giờ có đủ cái sự can đảm và sự tự tin để nắm bắt những khoảnh khắc và chúng ta đã bị mất đi cái sức mạnh của khoảnh khắc những khoảnh khắc lóe sáng trong cái tâm hồn trong trí tuệ và trong cái khả năng sáng tạo vô biên của mình Đúng ạ, cho nên vì vậy tôi nghĩ rằng đây là một cuốn sách rất đáng đọc và nó được coi là cũng là sách bán chạy của tạp chí New York Times Cho nên vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên tìm đọc cái cuốn sách này Và nó có cái cách lý giải về những thành công của những người thành công rất là thú vị Và chúng ta có một góc nhìn khác Và bắt đầu nó mới đưa chúng ta là gì? Cuộc sống bản chất là nối chuỗi của những cái trải nghiệm Và có những cái trải nghiệm nó rất nhỏ thế nhưng mà nó đem lại những cái tác động rất là phi thường, thậm chí thay đổi toàn bộ cái 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 gọi như cục diện của cái cuộc đời của chúng ta. cho nên vì vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nhân cái dịp uh, gọi như là uh, ncov 19 này đúng không ạ, biết đâu đây cái khoảng nghỉ 15 ngày này lại cho chúng ta những suy nghĩ đặc biệt để chúng ta nắm bắt những cái cơ hội đặc biệt để chúng ta vượt lên trên và tạo nên những khoảnh khắc của cuộc đời. cũng không, không biết trước điều gì đâu các bạn ạ. miễn sao là chúng ta tự tin vào bản thân mình và chúng ta hành động vì cái mách bảo của cái con tim và lý trí của mình chứ không phải chỉ vì những lời xui bẩy hoặc là lời gọi như là hướng dẫn của người khác đúng không ạ đấy có thể là một phần sức mạnh mà chúng ta đã bỏ quên bấy lâu nay rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này chúng tôi sẽ tiếp tục có những clip khác về những cuốn sách khác và những chủ đề thú vị khác rất mong sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người anh chị hãy đăng ký kênh theo dõi và ấn hình quả chuông để nhận được những clip mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại